lần rồi. Nó vậy đó. Ba nó nói không. Xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Và nơi đây là khu vực sinh sống của những người dân tộc Khmer. Trong cái ngôi nhà này đã từng xảy ra một câu chuyện rất là bức xúc dư luận. Đó là người cha ruột của mình hãm hại đứa con gái của mình đến mang thai. Và con của người cha ruột đó chỉ mới vừa tròn 14 tuổi thôi. Đó là một cái câu chuyện mà rất là gây bức xúc cho tất cả các mọi người quan tâm. Và để hiểu rõ thêm cái câu chuyện đó, vì sao lại có một cái câu chuyện loạn lưng như vậy, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng bước vào bên trong để nghe mẹ là một trong những người trong gia đình chứng kiến và nghe con gái của mình kể lại về cái câu chuyện đó. Tật tật á, bà chị cái bên bà cho biết á, bà nói Thanh ơi chắc nhỏ này có bầu, mày coi coi lấy nó thử nó tiếu coi. Rồi thôi lúc nó thức dậy rồi kêu nó, nói con ơi đại mất tiêu cho mẹ ăn chút đi, chị đó xin lấy làm bùa hay hơn nó vậy đó. Rồi thấy nước tiểu rồi thấy hai gạch rồi hỏi nó ai lấy con, nó nói ba, nó nói câu này thôi. Rồi có ai nó không, nó nói không. Bé gái ngồi phía trước mọi người á là mới có 14 tuổi thôi. 14 tuổi. Bé tên gì chị? Siret. Siret. Gia đình thì mình là người Khmer. Dạ. Yeah. Cho nên là tên cũng nó hơi khác một xíu ha. Dạ. Yeah. Ba bé thì sao? Ba bé là người gì? Thì cũng người Khmer luôn. Khmer luôn. Dạ. Yeah. Công việc của anh? Anh gì của anh cũng làm hết, leo cây thốt nốt rồi đi cấy rồi đi làm thủ ấp, làm du kích. Rồi đi làm ai kêu nào làm nấy, ở người dân cũng vậy kêu đi làm nấy. Ổng cũng giỏi, ổng cũng hiền mà không biết sao ổng đi như vậy. Em cũng không biết luôn. Chị với anh thì ở với nhau bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm, gần 20 năm rồi. Rồi có bao nhiêu mặt con? Ba đứa. Dạ. Lần lượt là con của ổng hết. Lần lượt lớn, đứa lớn nhất là bao nhiêu? 14 tuổi mấy rồi, gần 15 tuổi là thì bé này. Dạ. Rồi tiếp theo là 12 tuổi, nhỏ Út 9 tuổi. Và một câu chuyện nó vô cùng đau lòng đó là vừa rồi ba bé cũng đã có những cái hành động không tốt với bé. Dạ. Dẫn đến là bé mang bầu. Dạ. Thì trước đó thì chị có cảm nhận được, chị có thấy được biểu hiện gì, chị có thấy cái sự nghi vấn gì về cái chuyện đó? Mấy không hiểu con đó. Chắc chị người Khmer á. Người Khmer chứ. Có nghĩa là không có hiểu được cái kinh nghiệm. Hai từ câu mới biết. Hỏi từ câu. Em hỏi thiệt. Trước đó chị thấy ba bé với bé có gần gũi với nhau không? Không. Bình thường, cha con bình thường. Không có gần gũi, không có gì hết trơn. Em thấy bình thường, thiệt, em nói thiệt. Có chuyện nào em nói chuyện đó, không nói dối. Không bình bên chồng, không bình con. Thì nói thật lòng luôn. Ổng không có làm gì con. Ở nhà, ổng thì lâu lâu ổng xài mua này mua kia thì xài bình thường. Vậy đó, mà không biết một sao, một câu mà ổng đi làm vậy á. Em có đi lên rồi, em thăm ổng rồi, em cũng có hỏi tại sao mà lấy con. Nó nói nó không biết, nó ngồi nó khóc. Vậy đó, em đi hỏi tại sao lấy con mà không biết. Nó không biết, nó ngồi nó khóc luôn. Ba nó khóc luôn. Là mỗi khi chị hỏi những câu hỏi là gần như là anh không trả lời, anh chỉ còn khóc thôi. Anh có trả lời mà ông không biết. Không biết. Dạ, rồi mấy em trả lời nói tại sao mà không biết lấy con tới con bầu, tại sao không biết. Không biết thiệt, rồi con biết thì không học với mẹ, nó đã chồng, nó đã ba quên đi, sợ say rồi chơi cái kia quên đi, học với mẹ đi, nó không học. Ba rồi, chơi gì? Sợ ông đi bằng bè, ông chắc có chơi cái đó đó. Hồi vậy xưa đó, tới giờ ông không có gì đâu, nói thiệt luôn, thất lòng luôn. Chắc ông có đi dắt gom, dắt gì chung người ta, người ta cho chơi, rồi chơi chung người ta, rồi thấy vậy mới quên lấy con luôn á. Mười mấy năm rồi đi vô đường nước cũng vậy nữa, em bỏ con em ở ngoài rừng vậy nè, ổng cũng đi làm này làm kia cho con ăn đầy đủ, không có làm bậy bạ với con đâu, nói thiệt luôn. Mà không biết tới giờ này ổng làm gì
Rồi em cũng có hỏi tại sao mà lấy con, hỏi nó khóc. Từ cái biểu hiện nào là chị nghi ngờ rằng là bé lại có bầu á? Có bầu á? Có bà chị cái bên nó đi nhà chị đó hoài, nó nhảy ra này nè. Rồi bà chị đó nói chắc Thanh ơi, tôi thấy nhỏ này nhảy chỗ này chắc có bầu, nói vậy đó. Nói, em cũng không biết nữa, để coi. Để chiều lúc 5 giờ sáng kêu nó thức dậy rồi xin nước tiểu, nó làm bùa đi đừng cho nó biết. Rồi mới thử đi, con ơn em này thêm mấy, hỏi nó, nó khóc. Rồi em cũng khóc luôn. Rồi mới em quay lại nấu cơm, nấu gì cho ổng đi làm hồ. Rồi bắt đầu ổng đi ra, em cũng đi ra lấy nó đi siêu âm. Rồi siêu âm ta nói 21 tuần rồi. Rồi em hỏi 21 tuần đó là nhiêu tháng, ta nói 5 tháng 1 tuần. Rồi em có hỏi với bác sĩ lại, nói nếu mà vậy đó mình lấy ra được không? Bác sĩ nói vài chục triệu mà không, ta không có dám nữa, ta nói vậy đó. Rồi em không biết suy nghĩ làm sao, rồi em cũng quay về lại, em nói với bà chị, nói đó, nói cậu nè, chị ơi, 5 tháng mấy rồi, thôi tao cũng không biết nè mày ơi, tao cũng nghiệp nó, mà tao không biết giải quyết làm sao, giờ mày tự về mày giải quyết, tao có chuyện đó tao không có biết. Rồi mấy em mượn xe ba đi báo công an hai mẹ con luôn. Trăm người là bình thường vậy đó, buồn cũng buồn rồi, đi cũng không nói mà. Tại trong mình phải suy nghĩ lại gì đó, cầm chất cứng vậy đó, đặng đi báo. Rồi đi báo rồi bắt ổng chỗ làm hồ luôn. Rồi bắt công an hỏi nó biết chỗ làm không, nói tôi biết mà tôi chỉ chanh gà 100 mét, tôi chỉ nhà đó đó, rồi đi bắt đi, nói vậy đó. Rồi đi bắt ổng cũng không hay luôn. Khi mà chị đi tố cáo làm gì cũng đúng, không phải không đúng, làm lực Phật vậy là đúng rồi. Mà một nghĩ một cái cũng chồng, một cái cũng con, rồi một cái lo cha nợ người ta, một cái lo cho con ăn, rồi một cái mắc người chồng cũng ổng cũng mừng giỏi làm cho con ăn đầy đủ gì đó, con thèm gì ổng cũng mua cho mấy con ăn vậy đó. Thiệt em nói thật lòng luôn, mà không biết làm sao tới giờ này ổng làm vậy, em cũng không biết luôn, không biết tính làm sao vậy. Ổng cũng làm tốt lạnh với mấy con em mười mấy năm rồi, cha mẹ em không có thương em nhiều đâu, đuôi em lang thang cũng nhờ được ổng kiếm cho ăn. Rồi chị bệnh mặt em cũng hết, người cứ bắt công an nói tôi không có biết gì hết trơn, nói một câu thôi, nói tha không tha, tao nói gì đó là không la đâu, tao nói gì thôi, tao không biết chuyện gì hết, tao nói gì. Rồi mấy em nói tha gì đó, nói khóc hoài, nó cũng nhớ ba nó. Rồi nó muốn đi thăm ba nó, mà ba nó hôi con bự quá, coi gì đi thì bán cho con ăn đi, đừng cho con nhịn đói. Ổng nói đó, giờ ổng hết ra làm cho ăn được rồi. Có nghĩa là khi chị đi thăm anh á, thì anh cũng nói là chị về chăm sóc bé tốt hơn. Dạ. Để chờ ngày sinh. Dạ. Rồi có đặt tên cho bé chưa? Chưa. Đến bây giờ dự kiến là khoảng 2 tháng nữa là đang ngồi nói chuyện với mẹ á, cái con khóc vậy. Thật đó. Con suy nghĩ gì con nói cho chú nghe đi. Nhơi tóc. Tại sao con khóc? Nhớ ba nó. Con nhớ ba hả? Nói lần nào nó cũng nhớ ba nó khóc. Không hiểu tiếng Việt nhiều. Người Khmer cho nên là bây giờ em nói tiếng Việt nên bé hiểu không? Hiểu được mà bé không trả lời được. Dạ không muốn trả lời, cũng nghiệp ba vậy đó rồi. Lúc ba còn thì ba đi kiếm cho con ăn vậy đó rồi. Thấy bắt ba đi cũng nhớ vậy đó. Nó nói với em vậy đó. Không biết cái sự việc này thì làm sao phát giác được rằng là anh chính là người có mối quan hệ với lại bé chị? Anh chính là người... Làm sao để biết được rằng là xác nhận chính xác là ba bé là người gây ra cái bầu? Làm sao xác nhận? Ba bé thừa nhận hả chị? Không, em đi thưa thì hỏi bé nói gì rồi đi báo công an, rồi công an hỏi bé cũng nói vậy đó. Rồi công an lấy đi ADN bé nữa, bé trong bụng đó đó, lấy máu mẹ với con, lấy em với nhỏ này lấy rồi xét nghiệm thử.
thử ADN. Phải con ruột không, phải gia đình không vậy đó. Chị là người tố cáo anh đã làm cho con của chị có bầu, chính là anh. Thì sau đó công an mới giam giữ. Sau khi sanh thì xét nghiệm ADN mới biết được. Nhưng mà cho em hỏi anh Sử là bé thì cũng lớn rồi, thì năm nay cũng 14 tuổi hơn rồi. Nhưng mà tại sao mà khi mà bị vậy đó là bé không có tâm sự gì với chị hết nè? Xong mà tới lúc mà 5 tháng mới phát hiện. Không nói câu nào hết, em cũng không biết nữa. Em cũng đi làm, đi cấy, đi này, đi kia vậy. Lấy bé cũng ví dụ bao dữ này, dữ kia, không thấy bụng, không thấy gì bình thường. Mới bật hiện thấy mới nó nở ra luôn. Lúc trước không thấy nó không nở ra đâu. Thấy cũng bụng cũng bình thường mà thấy nhảy vô này thôi. Là cái cổ nó dạ, nhảy đó, cổ nó nhảy vậy đó. À, bé tim. Dạ, nhảy cái gì đó đó. Cái cổ nó nhảy nhiều, nhảy mặt nhiều. Có một điều em khó hiểu là gì nè, không, bé thì không có tâm sự với chị là anh là người gây cho bé có bầu. Mà anh thì cũng chưa từng xét nghiệm ADN gì hết. Mà tại sao chị lại biết rằng là chồng của mình gây cho bé có bầu? Thì em hỏi con rồi, con nói chồng không biết đi bắt ai. Có nghĩa là gì bé đó? Này nó là ba rồi. Nó là nói ba. Thì mình hỏi nó. À, nói sao rồi. Nói sao chị? Thôi tại sao giờ con ngủ với ai mới có bầu, con nói với mẹ đi, mẹ không quýnh con đâu. Nó nói ba. Thì nói ba. Rồi có ai khác không, mẹ bắt đi hết luôn. Nó không có bằng bè ba đâu, có ba. Nói vậy đó. Có ba hả? Dạ. Bé có chia sẻ là lúc đó anh có say xỉn gì không chị? Có. Say, có say. Ngay lúc em đi làm, ông say vậy đó. Ông có nhậu, ông đi chơi đó. Chơi, ông quay lại lay lại. Thì lúc đó em đi cấy. Vậy đó. Chị có hỏi là có nhiều lần không hay là chỉ một lần thôi? Em cũng không biết nữa chuyện đó. Hồi bé nói 3-4 lần rồi. Nói vậy đó. Nơi với công an đó. Rồi em cũng biết nói sao thì em ngồi cấy vậy nè. Khai với công an là 3-4 lần rồi hả? 4-5 lần rồi, nói vậy đó. Rồi em cũng có nói tại sao 4-5 lần không nói gì mẹ. Không dám. Bé nó không dám hả chị? Dám. Rồi hỏi thằng cha thì thằng cha nói tôi cũng, lúc đó tôi cũng quên, tôi không biết gì hết. Nó nói vậy đó. Tại sao không biết, lấy con có bầu tại sao không biết. Rồi nó ngồi nó khóc. Vậy đó. Ngồi nó khóc. Bây giờ bé sẽ chào đời ra. Khi mà sinh bé ra thì chắc chắn là sẽ rất khó để cho gia đình mình xưng hô. Không thể nào gọi là vừa là ông ngoại mà vừa là ba được. Vậy thì làm sao để mình cho bé vai vế trong gia đình được? Chị khi mà bé sinh ra thì chắc có lẽ là sẽ giấu luôn mọi toàn bộ câu chuyện đó, hay là chị tính như thế nào? Khi mà bé lớn lên á thì chị sẽ xưng hô với bé này là bé nhỏ hả? À. Bây giờ em nói thật lòng luôn. Cô bây giờ có bà chị sinh rồi, bà nói sanh ra, bà sinh, bà nuôi, bà không có con. Rồi bà lấy giấy đó cho bác sĩ coi luôn, nếu mà không tin á, hai vợ chồng tôi không có con, được, tôi sinh con này đi và nuôi. Rồi nói tuổi công nghiệp, vậy đó, rồi em nói, em cũng cho, em nói vậy đó. Để cho nó làm ấy lại đi, mà có ai thương á, thì em nói thật lòng luôn. Thương được thì thương được thì để em nuôi nó lại vậy đó. Giờ vậy. Rồi chị đó cũng quan tâm, mua này mua kia cũng cho ăn vậy đó. Rồi mua thuốc, mua men vậy đó. Em không có mua, bà mua cho uống hết. Vậy là sẽ có một người nhận nuôi bé. Dạ. Người đang ở gần đây không? Ở Bạch Chúc. Bạch Chúc. Dạ. Chị nghĩ là cái việc cho đứa cháu của mình cho người khác nuôi là một giải pháp tốt không? Cũng tốt. Tại cho người ta đi, tại mình ơn, mình nuôi cũng không nổi rồi. Để nhỏ, mới nhỏ xíu, cho âm lang thang là không được. Kệ cho người ta nuôi đi, em cũng có học với con nữa. Nói nếu mà con, mẹ cho người ta, con buồn, con tích mẹ không, nó không. Mẹ làm sao làm đi, con tích.
con gái mẹ tính là khi mà sinh em bé ra thì cho em người khác nuôi, con chịu không? Con muốn gì đó không? Bây giờ con có muốn đặt tên cho bé tên gì không? Lắc đầu rồi chứ. Con không biết là bé Trang hay bé gái? Bé gái. Vì sao con thích con sẽ mang bầu bé gái? Đi siêu âm đi. Siêu âm người coi có kết quả rồi. Dạ, siêu âm tháng 6 tháng mấy rồi mới bồ hổng thì đó dân đi siêu âm. Vậy là con muốn có bé gái hả? Không biết đâu. Không biết. Nhưng mà gái trái này nó không chị biết. Thanh dịch lại dịch đó. Mới đi siêu âm thấy cô gái rồi mới nói giờ con có bầu con gái. Nói học gì nó vậy đó. Dạ. Bây giờ em hỏi bé cái gì dịch dùm lại cho bé hiểu nha. Bằng tiếng Khmer nha. Dạ. Bây giờ là con mong muốn điều gì nhất? Con ăn chồng bàn ấy. Chồng bàn ấy đấy. Mấy chú sẽ giúp được cái điều gì mà con mong muốn? Thầy chồng bàn ấy ở phù Phật áo năng. Thầy chồng á. Chồng áo trên hay chồng mắt? Hả? Chưa. Chồng chồng áo chay như thế. Hả? Con cứ chia sẻ đi. Đừng. Chân đài ớt là mấy cái chú quê. Con đang suy nghĩ gì mà con khóc? Con đang người ta sợ không? Không, đi mua đồ mua gì bình thường, nó không biết gì hết. Con nghĩa là bé nó chưa ý thức được, chưa nhận thức được, mới 14 tuổi mấy. Rồi đi mà. Chơi hè cũng đi nữa. Chắc tối đông người lắm nó cũng đi, nó dặn đi chơi cho chú vậy đó. Cũng đi. Cho chú hỏi là con học tới lớp mấy rồi? Con học tới lớp 2. Lớp 2 hả? Con học tới lớp 2 rồi con nghỉ. Dạ. Vì sao con nghỉ học? Lớn quá con nghỉ cho khổ. Vậy bây giờ con muốn đi học không? Chẳng tự nhiên bên đấy làm anh đấy. Nghỉ rồi. Con muốn đi làm không? Con lên Sài Gòn con làm không? Chẳng tôi thơ bình cô đấy. Thông tấu chẳng tôi thơ ca đấy. Con có muốn không? Muốn. Con muốn đi làm ở đâu? Làm công việc gì? Chú đang ở, nhà chú ở Sài Gòn nè. Thầy con đang chân làm tôi thơ ấy. Con muốn làm nghề gì? Chưa biết đâu chị tới đó. Mẹ dặn đi làm gì thì đi làm đâu. 14 tuổi là chị mới học được lớp 7 thôi. Lớp 7 thôi ha. Chưa nhận thức được về, chưa nhận thức rõ về cái. Mới lớp 2 à. Nhưng mà chị mới học lớp 2 là nghề. Đúng rồi. Nhưng mà có một điều em thắc mắc là anh là một người lao động chính trong gia đình, là trụ cột làm ra tiền. Thì vậy lúc thì anh đi bị bắt giữ tạm giam á, thì gia đình mình làm gì để sinh sống cũng như là nuôi cho bé trong lúc thai kỳ như thế này? Em đi bán nhôm thao rồi giữ ở đây mớ. Rồi xuyên thì em đi mua. Được một xe thì em đi bán cho con ăn. Rồi bữa hổm có chú cho được tiền mới dành để cho con ăn vậy. Không để dành cho hổm giờ là mấy cô chú cho được bao nhiêu rồi chị? Không biết. Có chú anh này cho 5 triệu, rồi sau ổng cho 1 triệu nữa chú này nè. Rồi sau chị kia cho được 2 triệu. Rồi sau lại người ta cho 100, 200, 500. Rồi sau lại có ở nước ngoài cho em được 4 triệu 7. Cho như. Mình cũng đâu đủ thiếu gì đâu. Bé có bảo hiểm gì không chị? Có. Có bảo hiểm hả? Dạ, mình có hôn nghèo. Đi đẻ còn tả sữa nữa. Đúng. Sinh bé ra là phải lo tả sữa nữa. Có người chăm nuôi à? Có người chăm nuôi thì cũng đỡ. Nhưng mà phải cái người phụ nữ mà sau khi sinh ra cũng phải dưỡng thai. Dưỡng sức khỏe nữa. Rồi em cũng đang lo có tiền để dành để coi con tháng nữa hết đi làm gì được rồi phải có chừng nó. Làm gì được hết đi mua bán luôn. Phải ở đây coi già trai bò này phải coi nó nữa được đi. Cần nó xanh nữa, không được đi làm nữa. Một tháng, hai tháng mới được đi làm lại. Tại lúc đó nó xanh, phải nấu nước, nóng nước gì cho nó tắm, cho nó gì. Rồi để than, để gì cho nó ở dưới, cho nó dùng thịt nằm, mà cho nóng trên giác á. Có người sẽ nói ra một quan điểm như thế này nè. Nếu như phát hiện ra
ba bé gây ra cái bầu cho con của mình thì mình sẽ đóng cửa bảo nhau, mình sẽ không tố cáo công an, để cho bé sinh ra rồi gửi cho người khác nuôi, để không phải là chồng mình tù tội. Thì chị nghĩ là cái giải pháp đó nó có hay không, nó có đúng không, hay là phải không, để cho anh bị pháp luật trừng trị? Không, cho ông để pháp luật đi, mình không cho ông vậy, lần sau sợ ông làm gì nữa. Còn cho ông nhận tội ông đi, ông biết rồi cái này sai này tốt, nghĩ đi chơi với bạn bè ông nữa, về lại ông phải làm người tốt lại, không đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè vậy nữa, vậy đó. Không cho ông nhận tội thì lần sau lại cũng công an biết rồi, công an biết, công an hỏi em tại sao không báo, sợ nhỏ này sanh nguy hiểm nữa, ta bắt em đi nữa, nói em bao kê chồng nữa, chết nữa. Còn bắt cũng khó, không bắt cũng khó, vậy đó. Em tin liền liền luôn, không có học với ai hết lúc bắt chồng đó, tự em tin luôn, thì tự tin suy nghĩ luôn, tự cái quyết định của chị ra báo công an, rồi tự đi không nổi cũng muốn đi nữa. Em nghĩ là chị là người phụ nữ mạnh mẽ, vì khó có người phụ nữ nào họ đủ bản lĩnh để có thể làm việc đó. Yeah. Không đủ bình tĩnh đâu, run tay run chân hết à? Cũng run, em cũng run, cũng chạy đi tơi tơi bị bắt ông, em sợ lắm, em run tay vậy nè, người ta hỏi chị ơi có ăn gì không, lật đầu với anh ta vậy nè, rồi em chạy xe lại, chạy xe nói con em đâu, nói ta chở đi đi viện rồi, chở ai từ đây đi viện lại, gọi chị nè, chị coi Châu giùm em với con em với em đi viện một chút vậy đó, đi. Anh năm nay bao nhiêu hả chị ha? 36 à? 36, 37 à? Trẻo quá. Chị bao nhiêu? Em 34. 34. Dạ. Vậy là còn chị còn nhỏ. Chị 19 tuổi là có bé lớn rồi nè. Vậy là mới có 10 tuổi là chị có con. Nhưng mà bản thân em thấy là chồng chị mà lòng có lỗi vậy, bản thân chị thấy hận ngay chồng không? Có hận không? Buồn không? Chị buồn không? Thì buồn chồng có đó. Một cái cũng buồn, mà một cái cũng nhớ hồi lúc mà em không có gì ăn, cha mẹ em đuôi lang thang, cũng được nhờ ổng nuôi mấy em, rồi mặt em cũng trị bệnh hết vậy đó, rồi em làm không nổi đồ ăn, cơm nước gì ổng nấu tự nấu cho ăn hết. Nếu mà làm không được thì nói thôi bên này em làm không được, thì ổng vô bếp vô gì ổng nấu bình thường, làm bình thường hết vậy đó. Ổng cũng người tốt mà không biết sao tới giờ này ổng hại con vậy, mà hỏi ổng thì ổng hỏi không biết. Em cũng bó tay luôn vậy, biết tính làm sao vậy. Chị có nói là anh có chơi đá hả? Chắc có, bởi vì ông quên, em nghe người ta nói thôi. Nghe người nói thằng này chắc nó chơi vậy, bởi vì nó quên nó lấy con. Nếu mà không chơi cái này nhậm gì mà người quên lấy con vậy. Vậy đó. Từ tại hồi xưa tới giờ em đi giữ nước ở trên miền Câm nè, ở PK nè, không có sao. Lúc đó con cũng 13, 14, 12 tuổi rồi. Rồi ổng mưa giờ nào ổng cũng đi leo thốt nốt, leo này leo kia được cho phải cho con ăn, có tiền vô nhà cho vợ mua đồ ăn cho con ăn. Vì ổng cũng làm hết, ổng không làm biếng. Người gật đầu tới đi ấp vậy đó, lúc bị Covid đó, đi theo ấp, vác gạo vác gì cho ấp cho một phần vậy đó, hồ nghèo một phần nó được hai phần. Ổng kêu đi cắt cỏ cho ấp, ổng cũng đi, ổng không làm biếng. Chính vì cái tình nghĩa như vậy cho nên là chị quyết định là viết giấy bãi nại cho anh. Ra rồi em, ổng ra để tiếp mẹ con em lại vậy đó. Rồi ra rồi em phải ký giấy cho ông nhận tội. Ông nói lần sau không làm gì nữa. Nếu mà ổng làm gì nữa, ổng chạy tới đâu cũng bị bắt à. Lâu không ít ta bắt được lại là chết luôn á. Nói vậy đó. Chị có biết là tội xâm hại chị em á là sẽ đi tù từ 18 năm trở lên đến trung thân không? Đó, em cũng... 18 năm là còn lâu hơn cả tuổi bé bây giờ luôn. Em cũng nghe người ta nói mười mấy năm. Nhẹ nhất là 18 năm. Em cũng có nghe người ta nói mà không biết sao, em cũng chưa biết. Giờ chưa lên tờ em cũng chưa biết. Chị không có nắm luật rõ nữa. Hôm bé đòi đi thăm ba. Dạ. Chị nói câu gì mà để khuyên nhủ bé? Không. Bé thấy mẹ con đi với, nói thôi bây giờ không có xe đi đâu, con ở nhà đi con coi bò đi để mẹ đi mấy em được rồi. Rồi đi cũng hỏi chồng, đi mà lần nữa là lần thứ hai.
cũng nói vậy nó kệ, con cũng muốn gặp chồng nữa, thấy cũng thương cha, cũng lo cho ăn vậy đó. Rồi ổng nói hôi nghiệp con, để con ở nhà đi, nó có bầu bự lắm. Rồi bây giờ đó thì tiền dưỡng chút đinh đó đó, em bán cho con ăn đi, nói vậy đó. Bây giờ con có muốn đi thăm ba không? Trong tụi mình ao á. Có. Có. Chị gục đầu. Con có sợ, con có sợ ba không? Lại ao thế. Không. Có một điều á là sau khi cái chuyện đó thì không ai muốn sống với chồng mình nữa. Và người ta sẽ tìm cách là chia tay, ly dị hoặc là bỏ luôn. Thì tại sao chị lại muốn sống lại cùng với anh? Em nói thật lòng luôn, em không nói dối. Nếu mà mấy anh nghe được thì nghe không được thì em không biết sao. Nếu mà em có nói sai á thì đừng chửi em. Tại hồi xưa tới giờ em từ gặp nhau mấy mấy năm cũng nhờ được ông đã nuôi chăm sóc em đẻ lấy nước lấy gì ông cho ăn bình thường, không thấy dùng hịch chồng ta, thấy chồng vợ chồng ta bị hành hạ đắp này đắp kia, chửi này chửi kia, mà thấy tại sao thấy chồng mình cũng không chửi không đập mình, đi biết đi kiếm tiền cho mình thôi, cái vợ chồng cũng có cãi lộn vậy đó. Cũng có cái là ông vợ chồng mà. Một cái em cũng suy nghĩ, con ta không có cha, không có mẹ, còn mình bỏ nó, không biết nó đi ở đâu. Tại con ta từ đó tới giờ cũng không muốn gì. Vậy đó. Em nghe ông thầy học, ông thầy chùa học á, ông nói thay người ta đừng chết nước, rồi mình đạp cho con ta chết quá cũng không được. Mình để cái lực Phật đó phải đủ người ta nhận được không hả, mình nói ra người ta nhận được không, nói câu đó đó mới em suy nghĩ lại. Làm con ta tội nặng quá cũng không được, mình cũng phải suy nghĩ. Hồi xưa tới giờ thì nếu mà ông thanh đập hành hạ em thì em cũng không tha lỗi cho đâu, em nói thiệt luôn. Mà thầy ông đi cũng thương, thế nào cũng có buồn, tại sao chồng làm vậy không? Rồi một cái lo cho con ăn, biết làm gì, lúc bị mưa hoài á, giờ tháng này không mưa thì đi kiếm được, còn tháng mưa mình ơn em lo, hai đứa kia đi học rồi mình ơn con đang ở trên bưu giặc không làm gì tiếp được gì đó, cũng khó, biết làm sao. Bây giờ làm tới đâu thì hay tới đâu. Đất, mấy chị đó, đất luôn, kiếm ở đó đó. Mà em anh để người em chạy qua lúc gần đây đó, núi đó, đi móc củi ha. Củi về để giống hệt mình nấu nước, để cho nó xanh mình nấu nước đi, đỡ hơn bếp ga mới, còn bếp la mình làm đồ ăn, còn mình nấu nước nóng thì nó chai bự bự gì này, mình nấu cho nó tắm thì phải nấu cuối đi, nó không hao cái bếp ga vậy đó. Nếu mà cái tình giờ em cũng không biết làm sao. Gây ra thì mình gây, mình làm giấy bãi nải rồi. Sở công an nói mình thương chồng rồi, lần sau người ta có chuyện gì người ta không tiếp em sao? Em sao vô đó nữa. Thì giờ để công an đi, mình xin đi. Cho giảm tối nào nhẹ chút đi. Vậy đó, tối nào mà nhẹ cho ông mau ra đó. Cho ông nhận tội ông mà lứt khác rồi, tội nào nhẹ cho ông mau ra đi, cũng tiếp em, tiếp con vậy đó. Giờ mình đi lấy lại, sợ công an nói mình tự mình, lần sau người ta hết biết luôn, cũng khó em vậy đó. Làm tội nào nhẹ ba con đi, ba con hồi xưa cũng làm cho con ăn đầy đủ vậy đó, con thèm gì ổng cũng đi lèo thốt nốt làm nồi canh ngon rồi tôm gì á, một ký 200 trăm mấy cũng ông mua cho con ăn vậy đó. Rồi nó cũng nghiệp ba nó, bây giờ thì người ta không tha ông má thì không biết làm sao. Mai mẹ con thì ba mẹ con quậy ngồi khơi coi con, em cũng biết sao, giờ em cũng đã buồn. Thưa với mọi người là khoảng một tháng nữa thì nếu như anh vi phạm như nào thì pháp luật họ sẽ xử lý. Trước mắt thì tụi em đến á, một phần tụi em muốn san sẻ cái nỗi buồn của chị.
Một phần nữa thì tụi em cũng muốn tiếp sức cái phần nhỏ cho chị để chị đủ chi phí ngắn tạm thời lo cho mấy đứa nhỏ. Điều bây giờ mà chị sợ hãi nhất là điều gì? Đây là bé con luôn hả? Dạ. Là đi giữa. Nó có hỏi ba không? Nó có hỏi câu chuyện như nào, nhận thức được không? Nó đi gặp ba nó khóc. Không hiểu tại sao những đứa nhỏ cho những đứa trẻ trong nhà đều có tình cảm với ba nhiều đến vậy ha. Lo lắng quá. Nhưng mà trong những cái lúc mà chắc có lẽ là chơi đá thì kiềm chế, không ý thức được nữa. Bình thường thì bé là hồi trước mà chưa xảy ra chuyện này thì bé làm cái gì? Cũng đi vô bao, đi cái, đi bình thường. Đi làm với mẹ vậy đó, để kiếm tiền. Dạ. Chị có hỏi bé mà lúc mà ba của bé mà sàm sỡ bé thì ở trong nhà hay là ở ngoài giường người ruộng người kia? Ở trong đó. Ở trong nhà luôn hả? Rồi sau cái sự cố đó bé có dám bước vào phòng đó nữa không? Đi chơi bình thường. Vẫn có nghĩa là bé vẫn không ý thức được. Không ý thức được. Như là một đứa trẻ con thôi. Dù 4 tuổi hơn gần 15 tuổi rồi nhưng mà cái suy nghĩ còn con nít lắm. Nói chung là thấy tổn thương vậy. Thứ nhất là bé còn nhỏ, thứ hai là bé sợ sệt với những cái lời hâm của cha. Cha có nghĩa là sau khi mà sàm sỡ xong thì cha có hâm không? Có hồi nói cha nói nếu mà mét mẹ ba quýnh, nói vậy thôi. Mét mẹ ba đánh? Dạ, quýnh chết, nói vậy đó. Ủa vậy là anh vẫn còn ý thức chứ? Dạ thì đâu phải là anh mất ý thức đâu. Và là dạ thì anh biết vẫn biết mà. Mày đâu mà chơi đá đâu. Chơi đá mà, là vậy là hối hận lắm. Có nghĩa là nhưng, phải phạm, mái đăng chứ. Đúng rồi. Là còn biết dặn như vậy nữa chứ. Đúng rồi. Em muốn biết là cái thời gian 4-5 lần đó là nó cách xa nhau hay không hay là có cách xa nhau. Cách xa nhau. Dạ. Thời gian cách xa nhau. Vậy là anh không phải là chơi đá rồi. Chắc có lẽ là xỉn sai gì đó không kiềm chế được đúng không? Không, cũng có chơi. Dạ. Có chơi. Có chơi. Một phần loạn thần nữa. Có chơi. Nhậu hồi từ đó tới giờ ổng cũng nhậu hoài mà ổng không gì, chắc ổng có chơi. Em nói thiệt luôn, em không có nói dối. Ảnh có biểu hiện gì là người có chơi đá không? Ảnh có ghiền, ảnh có ngáp đồ không? Ghiền ngáp sao? Cái dấu hiệu mà để chị phát hiện dấu hiệu mà chơi đá. Ở nhà mình có phát hiện là ảnh giữ mấy cái đồ chơi ma túy đá không? Bữa ổng em bắt thấy một lần rồi ở nhà. Bạn bè của nó, em cô đã chửi, em đã đuổi ra khỏi nhà, em nói đi đi, đừng có thương nữa. Hai mình chia tay đi, nếu mà nghe với bạn bè thì chia tay nhau đi. Rồi ông tự nhiên làm gì luôn, với nó đi kiếm hoài luôn, kiếm tiền đưa cho mẹ con em hoài luôn, không nghĩ nó lại làm bậy bạ luôn. Mà chắc trước đó nó có ngủ với con rồi. Em không biết. Ngủ rồi mà mình không hay, con nhỏ có bầu á. Rồi lần sau này nó hết ngủ bởi vì nhỏ lúc đó ngủ rồi nó có bầu tới. Từ đó tới giờ mới bắt được có 2-3 tháng trước nay à, 4 tháng trước nay à. Chị có suy nghĩ rằng là nếu mà sau này bé lớn lên á, bé mà biết được cái sự việc này, bé sẽ bỏ đi không ở nơi này không? Chị có nghĩ chuyện đó không? Cũng nghĩ, mà em cũng có nói với con luôn. Mà ba có làm gì đó, rồi mẹ tha lỗi con có tức mẹ không hả? Con có tức ba không? Muốn ba, cũng muốn ba vậy. Có người lại quay YouTube vậy. Rồi nó ngồi nó khóc, nhờ ba nó khóc. Cũng muốn ba nó cho về, nó không giận. Rồi em cũng hỏi nếu mà con lớn lên á, con có hỏi hận với mẹ không? Kiểu như bây giờ bé chưa hiểu được cái vấn đề này, chưa hiểu sâu không? Mà em cũng không biết sao. Thì em nói ra đây chắc hồi xưa em làm gì, bởi vì vợ chồng em, gia đình em nhận tội này. Vậy đó, chắc hồi lúc trước em đã chết đi á, rồi không biết em làm tội gì. Bởi vì em sống lại
mà nhận tội mẹ con rồi tới chồng nhận tội này em cũng biết. Nhận tội tới mẹ cha không có thương, đuôi lạng hàng hết mấy năm, 4 năm, 6 năm, 6, 7 năm mới vô lại, vô bà bệnh, bệnh coi bà hết bệnh rồi bà chết. Rồi làm phước, ổng cũng đại cho làm phước cho mẹ, 140kg bún, đó là đại lớn luôn, bị Covid xong rồi còn nữa, còn Covid chút chút đó. Rồi em cũng có nói với chồng thôi, anh ơi nghiệp mẹ em, mẹ làm gì cũng thôi, bây giờ mình cũng tha lỗi cho mẹ đi. Tại mình cũng có con mình, mình biết nhận tội thì con mình cũng biết ơn mình lại nó vậy đó. Rồi làm phước cho mẹ mình đi. Rồi nó cũng cho tiền em 5-6 triệu làm phước cho mẹ. Lúc đó làm phước mẹ hết 17 triệu mấy. Thì giờ cái tiền người ta vô phước đó. Rồi tiền em mới 7 anh em được có 3 đứa à. Nhỏ Úc với cái nhỏ thằng kế Úc được 1 triệu 2 đứa. Rồi nhỏ đi nãy đi qua nãy được 300 à. Được có 3 người đó. Tiếp em được có 1 triệu 300 à. Rồi còn nhiêu tự em lo hết. Em không có thiếu nợ người ta hết trơn luôn. Lúc làm phước lớn mẹ nó làm đại lớn luôn 140kg. Nó cũng làm. Rồi thằng em cái nhỏ Úc đó đứt găng chỗ này nè, lấy em đi mai bệnh viện Chợ Đốc. Cũng chồng em lấy đi mai cũng hết 1 triệu mấy 2 triệu. Nó cũng có sức tiền nó ra, nó mừng mướn ở đây đó. Mà mấy thằng em đưa em nó không tiếp. Mà thấy em vậy, trong vòng họ em vậy, nó cũng thương. Nó cũng, thôi bây giờ em đi mượn tiền người ta đi. Chừng mình lanh tiền này mình đem cha người ta lại. Thì thấy chỗ đó cũng con người ta cũng tốt. Cũng tốt gia đình em. Rồi em cũng thôi, bây giờ cũng thông cảm cho con người ta mới. Lúc hồi xưa tới giờ chỗ con người ta cũng tốt vì gia đình mình. Gia đình mình hãm hại sao thì con người ta cũng không làm gì hết. Con ta cũng thương gia đình mình lại, nói vậy đó. Em cũng biết suy nghĩ chỗ này nè, bởi vì em mới tha lỗi cho. Em nghĩ không nghĩ chỗ này em không muốn tha lỗi cho đâu. Thấy ông cũng hiền, cũng quan tâm gia đình mình. Gia đình mình hạnh hại sao, ông cũng được tha lỗi cho mình. Rồi mình phải cũng tha lỗi cho con ta, nghiệp con ta không có cha, có mẹ. Mình đập nhiều quá thì cũng khó, vậy đó. Từ mình chết đi không biết mình nhận tội gì lại, em sợ gì đó. Bởi vì em tha lỗi đi, đừng cho từ em chết sau đi, đừng ai đó đi gì đó. Đừng cho nhận tội qua tội lại gì đó. Nhưng mà xưa này nữa, nói vậy đó. Tại xưa này mình khổ rồi, vợ chồng mình đã khô như nhau mười mấy năm rồi, nói vậy đó. Nhưng mà từ lúc mà hai anh với chị đến với nhau đó. Nhau mà làm cũng đi làm, nhậu nhau vậy đó. Nhậu nửa lít lít vậy đó, cũng ông nhậu. Đi làm ổng cũng đi, ổng không nghỉ ngày nào hết. Ổng không làm biết. Em nghe nói lúc trước ảnh cũng nuôi trâu. Gà 22 con, cu 22 con, bò 8 con, trâu 5 con. Nhiều lúc đó có cỏ ở đây nè. Là nhiều. Nuôi mướn, nuôi mướn cho nhà nước. Rồi bởi vậy con ghê đó, lâu lâu nó chết con, lâu lâu nó chết con hết trơn. Rồi con cu nó cũng chết, lâu lâu cũng chết con, lại chích thuốc nó chết vậy đó. Rồi mừng để cho người ta chủ lạnh vậy đó. Rồi bây giờ còn có một con à, chạy đâu nãy. Với trâu bò, người ta bán lúc em chưa có chuyện đó. Bán trước đó được một tháng, mới được tháng sau mới em có chuyện. Chia sẻ cái nỗi buồn của chị, thì em cũng xin món quà được khoảng 2 triệu đồng để cho chị lo cho mấy đứa nhỏ trong tháng tới. Yeah. Thì cũng em cũng hy vọng rằng là mấy cô chú chị xem được đoạn clip của mấy anh em á. Yeah. Thì có thể tiếp sức cho chị để có thể nuôi cho sắp tới là ba bé thì cũng không sẽ phải là trụ cột nữa. Yeah. Nha chị, em gửi chị. Yeah. Còn con gái ăn uống đầy đủ nha, cho khỏe nha. Thì chị cố gắng làm sao đừng cho bé nó buồn nhiều nha, ảnh hưởng tới cái không tâm của người mẹ với lương tâm của một cái người theo đạo Phật như chị như vậy. Thì em nghĩ rằng là cái giải pháp, những sự lựa chọn từ đó đến giờ của chị là một cái lựa chọn đúng. Anh thì anh sai thì anh phải chấp nhận cái chuyện đó. Yeah.